Hello, xin chào các bạn nhé. Đây là con rắn roi vàng. Rắn đột biến có 102 của mình đấy các bạn. Đây, con rắn kỳ lạ của mình đây. Mình đang cầm trên tay đây các bạn. Con rắn khá đẹp đây. Con rắn này nó có đẻ con này các bạn. Ở Việt Nam chúng ta thì đa số các loài rắn là đẻ trứng, mà con này đẻ con này các bạn. Đây chính là cái con rắn roi vàng đây. Rắn lục kim, rắn vàng kim đây các bạn. Mình đã bắt được nó vài ngày. Rất may mắn là được khoảng 3-4 ngày thì mình tưởng là nó ăn no, nhưng mà không phải các bạn. Thấy bụng nó to to thì mình bắt về mình nhốt thử thì nó đã đẻ con này các bạn. Và rất may mắn là mình đã biết được là con này đẻ con hay đẻ trứng. Rất là tình cờ các bạn. Mình chỉ bắt để review cho các bạn xem thôi, mình sẽ thả ra tự nhiên các bạn. Vì cái loại này là nó sống ở trên cây và nó ăn những cái con mồi nhỏ, mà chúng ta nuôi tự nhiên rất khó. Môi trường tự nhiên làm môi trường tự nhiên cho nó cũng rất khó các bạn. Nó trèo leo rất là giỏi các bạn, nhưng ở dưới đất thì nó bò rất kém. Rất là đẹp các bạn. Đây, hôm nay mình review cái con cho các bạn xem. Mình đang để trong hộp các bạn. Con của nó không có màu vàng như con mẹ đâu các bạn. Con này nó có khả năng biến màu và đổi màu, nó ra nó đẻ con này có rất nhiều màu đấy. Con nó mới đẻ ra một ngày tuổi mà nó màu khác rồi các bạn. Mình sẽ bắt cái con cho các bạn xem, mình để trong cái hộp này đây. Đây mình sẽ bắt ra. Đây nha các bạn, con ở đây các bạn này, nó đẻ được vài con đây. Mình đang để trong cái hộp này. Đây con mẹ ra đây. Rất là đặc biệt, con nó lại khác con mẹ nó ở chỗ đây, màu sắc đây. Đẻ ra là khác cái con mẹ này, con mẹ màu vàng, con màu như này đây các bạn. Mình sẽ nhấc cái ra cho các bạn xem. Đây con đây các bạn. Con đẻ ra khá baby đây. Màu sắc này các bạn. Về cơ bản thì nó là giống con mẹ này các bạn. Nhưng mà cái mắt cái mồm thì giống con mẹ này các bạn. Nhưng cái màu sắc này nó biến đổi, nó có thể là xanh hoặc là xám hoặc là trắng. Để nó ngụy trang với con mồi để săn mồi này các bạn. Nhưng nó đẻ ra ở đây các bạn. Lưỡi thì vẫn màu trắng đây. Mắt, mồm giống nhau này các bạn. Bụng màu trắng. Nhưng cái màu sắc này nó lại không giống con mẹ, nó lại màu xám đấy các bạn. Rất đặc biệt. Mình cũng sẽ thả nó về tự nhiên thôi các bạn. Xin chào các bạn ở video tiếp theo nhé. Video tiếp theo mình sẽ xả mẹ con những con rắn này về tự nhiên các bạn.
Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.